Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nam danh ca cho biết anh không thể giữ bình tĩnh sau trận đấu Việt Nam-Thái Lan tối 5/9. Video Ngọc Sơn khóc nức nở sau trận Việt Nam-Thái Lan. Tối 5/9, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam-Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đã chính thức diễn ra trên sân thềm Mạ Sạt, Bangkok. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình. Kết quả, hai đội hòa với tỷ số 0-0. Vốn là người có tình yêu mãnh liệt với bóng đá, danh ca Ngọc Sơn cùng các học trò đã tổ chức chương trình âm nhạc mang tên Vì Vả Việt Nam, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, kết hợp xem bóng đá trực tiếp cùng 4.000 khán giả qua màn hình LED tại sân khấu Trống Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Sơn cùng các học trò nam danh ca cùng 4.000 khán giả háo hức theo dõi trận đấu. Sau khi trận đấu giữa Việt Nam-Thái Lan kết thúc với tỷ số 0-0, Ngọc Sơn khóc nức nở, vội vàng chạy vào phía sau hậu trường sân khấu. Nam danh ca cho biết, anh muốn xỉu và không giữ được bình tĩnh, vì ở những giây phút cuối cùng, cầu thủ Thái suýt đá thủng lưới Việt Nam. Theo Ngọc Sơn, các chân sút Việt đã thi đấu khá xuất sắc trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn. Đội tuyển Việt Nam lần này làm quá tốt. Hiệp 1 mình đá dưới chân, hiệp sau mình đá ngang bằng. Do sân họ nên họ đá quen, mình sẽ bị yếu lợi thế hơn một tí. Tôi rất vui và hạnh phúc vì những gì Việt Nam đã làm được, Ngọc Sơn chia sẻ trong nước mắt. Ngọc Sơn khóc sưng mắt sau trận đấu. Nhân dịp này, Ngọc Sơn cũng tung ca khúc mới mang tên Vì Vả Việt Nam, được anh viết riêng dành tặng các chân sút Việt và khán giả yêu thể thao. Về ý nghĩa tên Vì Vả Việt Nam, nam danh ca giải thích, theo tiếng Tây Ban Nha, Vì Vả có nghĩa là muôn năm, là cổ vũ. Vì vậy, tôi quyết định lấy tựa của ca khúc này để mỗi ai khi nghe tên và giai điệu của nó đều hừng hực tinh thần dân tộc, tinh thần cổ vũ và niềm tin chiến thắng đối với đội tuyển Việt Nam. Ngọc Sơn tiết lộ, anh mất nhiều tháng để sáng tác hoàn chỉnh ca khúc Vì Vả Việt Nam. Điều gây khó cho ông Hoàng Nhạc Xến là phải chắt lọc từng câu chữ, thể hiện đúng tinh thần và tình yêu bóng đá cháy bỏng của anh nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Ngọc Sơn có tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Về tình yêu mãnh liệt với bóng đá, Ngọc Sơn trải lòng, bóng đá là môn thể thao vua, phổ biến trên rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng tại sao lại chỉ ở Việt Nam bóng đá có sức mạnh đến thế? Sức mạnh để khiến người hâm mộ đổ ra đường hò reo dù đội tuyển của chúng ta không vô địch. Sức mạnh để gắn kết hàng triệu trái tim bất kể hoàn cảnh, giới tính, độ tuổi và thậm chí bất chấp cả những hiềm khích vì cuộc sống bộn bề. Đơn giản là vì các chàng trai của Việt Nam đã quá tuyệt vời đến nỗi dù họ không phải là những kẻ nâng cúp hay giành được huy chương vàng, họ vẫn xứng đáng để được yêu thương, ca ngợi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.